sống trong cuộc đời này, mọi người chúng ta gặp được Phật Pháp là quá mừng quý vị. Có khi bữa nay mình khỏe mạnh chứ cái bệnh đau vô thường đến với mình bất tử, có khi trở tay không kịp. Nên mỗi ngày mình có sức khỏe được cố gắng tinh tấn niệm Phật, lễ Phật, nghe Pháp để mình gầy dựng tín tâm tín nguyện, đừng có giải đãi. Vì nãy như Đức mới coi công đoạn mà chú này, Dứt nêu lên công đoạn này có lấy hình ảnh của chú quay ngay cái cổ thôi cho mọi người coi để cảnh tỉnh nhiều người cố gắng niệm Phật. Mong nhờ cái công đức chia sẻ Phật Pháp này khuyên người niệm Phật hồi hướng cho chú, để dù là mang thân bệnh đau nhưng mà tâm tín nguyện niệm Phật, cầu Phật tiếp dẫn. Nếu thọ mạng còn thì tiêu nghiệp hết bệnh, còn thọ mạng hết thì được Phật A Di Đà tiếp dẫn giáng sanh. Vì biết rằng là bệnh gì biết mà cần cổ nó lòi ấy, lòi cần cục, ngay cần cổ mà nó lòi cũng nguyên cục. Thì biết rằng là nhìn cái cảnh mà mỗi ngày mình sống, đúng là muốn sống không được, muốn chết không yên. Nhìn cái cảnh khổ thiệt. Mà cũng nhờ từ cái khổ này nè, rồi mình nhìn cái khổ này để rồi cảnh tỉnh mình. Nếu mà nhìn giác ngộ được chút, tự nhiên mình đỡ tối đa cái chuyện hơn thua đấu đá, giành giật liền. Vì coi, cả đời có người vì cái hơn thua đấu đá, cuối cùng được cái gì rồi mình đi đọa lạc. Bây giờ mình còn có sức khỏe, còn tu hành được, mình không cố gắng tu hành, mình đi tạo bao nhiêu nghiệp trước, khi nghiệp nó đổ ra rồi bị thấy thê thảm khổ đau. Chú may mắn nhờ mỗi ngày được nghe Pháp, thông cái tâm, chú nhớ trong cái cuộc đời này mình cũng có phước lắm. Mình bệnh đau gì mà người thân được còn bên cạnh chăm lo. Nếu như cảnh tình này mà bị bỏ rơi mà không gặp Phật Pháp nữa thì đa phần đỏ. Bây giờ mang cái thân đau gì cần cổ nó lòi ra một cục gì. Bây giờ thành tâm niệm Phật, chỉ có mục tiêu là cầu Phật tiếp dẫn, sanh cực lạc thôi. Giờ không mong muốn gì nữa chứ. Bây giờ ví dụ như giờ nhìn cái cảnh tình bệnh đau gì, chỉ cầu hết bệnh là thấy mừng quá. Nhưng mà con người ta đang khỏe thì người ta đang cầu vì danh lợi, tranh đua đấu đá giành giật. Thì coi, còn gặp cái chuyện bệnh tình gì thì còn giành giật gì nữa, ham gì nữa giờ quý vị. Nên cái danh cái lợi, có những người mà mình già rồi mình cũng chưa vượt qua được, vẫn biết nó là chết không cầm theo được vậy mà vẫn dính mắt nó không buông được. Cái danh cái lợi, tạo ra cái gì thì dính cái đấy. Nên trong cuộc đời này nhiều người mình tạo nhiều thì dính nhiều, tạo ít thì dính ít. Nếu như nhìn thấu được thì đặc biệt quá. Sợ mình không nhìn thấu nổi. Nên mỗi một người chúng ta mỗi ngày được nhắc nhở về tu hành. Những đức nhìn những cảnh tượng gì vô thường, những đức ưa nói chuyện cái chen cảnh nó vô. Như hôm qua những đức coi mấy cảnh mà đất sụp,
nước trôi bão lũ ngoài nước ngoài ghê quá. Coi 15 phút đây nghe Đức nói chuyện, 15 phút đó lòng vô cái để hình ảnh vô cho bị coi. Mỗi người tu mình nhìn cái vô thường tự nhiên mình tâm trạng buồn chết mình mất hết quý vị. Không muốn giành giật hơn thua đấu đá dai, chỉ muốn niệm Phật thôi. Mình có duyên làm được việc thiện, việc tốt gì cố gắng cố gắng làm. Còn không có duyên thì thôi. Nên tất cả Phật tử như Đức ngày nào cũng khuyên quý vị nhớ Phật, nhớ Tây Phương Cực Lạc. Bận bịu cực khổ cỡ nào nhớ Phật, nhớ Tây Phương Cực Lạc. Đừng có chờ nước đến chân chạy không kịp. Khi bệnh đau te tua nó đến gần mình rồi, lúc đó mình muốn tu cũng khó nữa, nhưng mà phải cố gắng. Bây giờ đến lúc bệnh đau te tua hết trơn, bây giờ không tu nữa vậy thì mình đi đọa lạc là chắc chắn luôn. Đọa lạc là chắc chắn luôn. Nên những Đức khuyên cái chú này, mỗi ngày chú cũng nghe những Đức giảng, khuyên chú thành tâm tín nguyện niệm Phật, chắp tay lên Nam Mô Di Đà Phật hoặc A Di Đà Phật. Con đến cõi đời này, đời này nhiều đời nhiều kiếp, con đã tạo nhiều nghiệp chướng lắm rồi. Nên đời này của con mang chứng bệnh mà nhìn đáng sợ quá. Tất cả người bệnh đau nghe công đoạn này nhé. Từ hôm nay con phát nguyện ăn chay trường, con phát nguyện biết phóng sanh, ăn chay còn biết phóng sanh, dừng sát sanh. Và con phát nguyện từ bây giờ cho đến khi cuối đời con thành tâm niệm Phật, cầu nguyện Phật tiếp dẫn vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Phát nguyện gì? Tất cả người ung thư, bệnh đau này nọ toàn là từ nghiệp sát mà ra đó, quý vị. Quý vị coi, thí dụ chúng ta lấy mũi chĩa chúng ta đâm con cá, chúng ta dở nó lên. Thì quý vị coi, trong địa ngục có quỷ sứ lấy mũi chĩa đâm mình, dở mình lên rõ ràng mà. Tất cả những cái hình ảnh gì trong cuộc đời này quý vị sát sanh sao thì quý vị phải đọa địa ngục Iran gì, nhân quả tương đồng. Nhớ nghe, nhân quả tương đồng. Bị sát sanh làm sao thì chịu quả báo gì. Iran không khác một chút nữa chứ. Hiểu được nguyên lý này rồi thì mang thân bệnh đau làm sao quý vị đã từng sát sanh gì. Nên tất cả những người bệnh đau, những Đức phiên chân thành quý vị ăn chay trường đi. Từ hôm nay phát nguyện con ăn chay trường. Phật đã dạy rằng là ăn thịt sát sanh, giết chúng sanh thì bệnh đau chết yểu. Ăn chay phóng sanh thì sức khỏe tuổi thọ kéo dài. Phật dạy mình gieo nhân gặt quả à. Bây giờ mình bệnh đau này là do cái nghiệp sát sanh mà ra. Nên tâm trạng nhất định không buồn trách gì hết chứ. Hoan hỷ niệm A Di Đà Phật. Cứ nghe pháp rồi cởi mở tâm tư niệm A Di Đà Phật, dễ tính. Niệm A Di Đà Phật cầu sanh cực lạc. Tất cả những người bệnh đau nên cố gắng niệm Phật. Nhìn một chúng sanh đau bệnh gì tự nhiên mình thành tâm thành ý niệm một câu A Di Đà Phật. Cầu nguyện cho những chúng sanh này niệm Phật cầu sanh cực lạc. Chỉ có về thế giới cực lạc mới chấm dứt sự khổ đau. Còn ở cõi ta bà này thì còn khổ. Nên nhiều người chúng ta còn cái tâm tranh danh đoạt lợi. Dù là nghe đạo biết tu vẫn tranh danh đoạt lợi. Không tồn tại gì đó quý vị. Không có gì tồn tại đâu. Bây giờ những Đức cũng hướng dẫn nhiều người. Trong chùa cũng có nhiều người dưới tay những Đức. Vai trò mình cũng như vai trò làm thầy hướng dẫn. Những Đức đã từng nghe Hòa Thượng Tịnh Không.
kể câu chuyện mà để nhắc những đức. Câu chuyện này bên Trung Hoa, người đệ tử này đi học đạo tên là Trịnh Khang Thành, học với thầy Mã Dung. Thầy Mã Dung này dạy học á, ví dụ như cái lớp học dạy đây, phía sau của ông là ông nghe những người con gái hát ca, đờn hát đồ này kia. Thì đệ tử của ông dạy rất là đông, đa phần đệ tử nào cũng nhốn nháo muốn nhìn phía sau coi mấy người nữ hát ca. Thầy Mã Dung dạy một chút thì ra phía sau coi muốn hát. Trong tất cả những người đệ tử đó, thầy Mã Dung quan sát, mà thầy Mã Dung này cũng là đại nho gia, thông hiểu về sách của Thánh Hiền, quan sát tất cả đệ tử thì nhìn có một mình Trịnh Khang Thành là không ngó ngàng để ý gì đến ở phía sau, chỉ là học tập không. Và Trịnh Khang Thành rất giỏi là học tập. Thầy Mã Dung này biết được người đệ tử này sau này còn giỏi hơn mình. Người thầy ganh tị, đố kỵ. Khi Trịnh Khang Thành học đạo xong trở về quê, thì thầy Mã Dung mở ra một cái buổi tiệc để tiễn đưa Trịnh Khang Thành. Tập trung tất cả đệ tử là 300 người. Mời Trịnh Khang Thành, mỗi người mời một ly rượu. Trịnh Khang Thành uống hết 300 ly rượu. Thầy Mã Dung nghĩ rằng cho Trịnh Khang Thành uống rượu say, đi dọc đường thầy Mã Dung cho sát thủ để giết Trịnh Khang Thành. Thầy ganh tị ý học trò giỏi hơn mình. Nhưng Trịnh Khang Thành uống 300 ly rượu nhưng không say, đầu óc rất tỉnh táo. Ông đi đường lớn, xong quẹo đường nhỏ, tránh được kiếp nạn. Sau này Trịnh Khang Thành là đại nho gia, còn giỏi hơn thầy Mã Dung. Giảng đến công đoạn này, Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không nói rằng, thầy Lý Bình Nam nói, nếu như người nào uống rượu tủ lượng cũng như Trịnh Khang Thành thì Đức Phật không chế giới uống rượu. Uống 300 ly rượu mà vẫn tỉnh táo. Nên sau này ông rất giỏi. Vì nghe qua câu chuyện kể thôi, cái danh cái lợi trong cuộc đời khó ai vượt qua được. Dù là sách Thánh Hiền mình có đọc rất nhiều, nhưng đọc và hiểu là một chuyện, còn làm thực hành là một chuyện khác. Đây cũng là câu chuyện nhắc những đức. Nếu sau này có những người bên cạnh mình giỏi hơn mình, bản thân mình sẽ như thế nào? Cuộc đời con người đi qua rất là mau. Cuối cùng mình được cái gì quý vị? Ví dụ như cả đời của thầy Mã Dung phải mang tiếng xấu. Thầy đi ganh tị học trò. Đúng ra học trò giỏi hơn mình rất mừng. Giống như câu nói mà con hơn cha thì nhà có phúc. Ý nói là con có đạo đức hơn cha, làm lợi ích hơn cha mẹ thì nhà có phúc. Từng đời mà trò mà có khả năng giỏi hơn thầy thì đạo pháp mới thịnh. Nhưng nếu như có tâm như thầy Mã Dung thì đạo pháp suy
Tại vì làm thầy mà ganh tị với học trò. Nên đây là những bài học nhắc nhở chúng ta vô cùng sâu sắc, rất là sâu sắc. Những đức may mắn được nghe những câu chuyện gì, và nhìn những cái cảnh tình mỗi người già trong chùa, nhìn Phật tử bệnh đau này kia, đưa mình coi, nhìn cái xã hội nhiều kiếp nạn, tự nhiên bản thân những đức nó cảm thấy nhạt nhẽo đối với danh lợi. Vì bây giờ cuộc đời mình còn lại chỉ mong nuôi với bà cụ già này bình an. Của cuộc đời bà thấy cũng mừng. Chỉ nghĩ rằng bây giờ bao nhiêu bà già bà nghe mình giảng, bà về chùa, bà tu. Chùa thì hòa thượng ngày xây, ơn hòa thượng xây chùa lớn lắm. Bây giờ các cụ già về ở, Phật tử về rất là đông. Cuộc đời còn lại của mình mong mấy bà cụ bà có chỗ ở bình an. Từng đời người già được sống trong ngôi tam bảo, đến khi cuối cuộc đời ra đi cũng mừng, rất là mừng. Chỉ mong vậy thôi. Còn đối với những đức, cái chuyện danh lợi những đức nhạt nhẽo. Quý vị thấy quanh năm những đức có đi đâu? Đâu đi đâu đâu. Những đức toàn là ở trong chùa không? Quý vị thấy toàn là những đức trong chùa, chương trình này chương trình kia trong chùa không? Mà chương trình lễ, chương trình cộng tu, quý vị thấy có chương trình nào những đức làm quá hoành tráng không? Không có. Quý vị về đây thấy rõ ràng toàn là những đức chia sẻ Phật pháp, rồi đơn giản bình dị tu thôi. Quý vị thấy được quý vị về tu thôi. Chứ những đức đâu có làm cái chuyện gì mà hoành tráng, nhìn nó lớn lao, nhìn nó ghê gớm gì đâu, đâu có đâu quý vị. Những đức đều làm rất là đơn giản, vì những đức nghĩ rằng quan trọng là quý vị được lợi ích. Chứ những đức đâu cầu danh, cầu lợi gì đâu, tiếng tâm gì đó không cần. Vì có người quanh năm có đi đâu đâu, trong chùa không, như ở trong nhà không à. Như người xưa mà giống như ẩn cư. Những đức là toàn ở trong chùa không, chỉ có là cái duyên là chùa chiền thì người ta đến thì hướng dẫn vậy thôi. Chứ cái đi chơi du lịch ở đâu quý vị coi á, mười mấy năm nay nhà đức đi tu là mười mấy năm như vậy. Nhà đức có làm cái chương trình gì đâu, chủ nhật tuần nào cũng hướng dẫn quý vị, thứ bảy giờ thì hướng dẫn bên chùa mới, tối thứ bảy thì lớp đạo làm con, bước qua chủ nhật xong rồi tới thứ hai thì lo việc chùa chiền, nhắc nhở đại chúng niệm Phật. Đầu óc mỗi ngày bao nhiêu việc, người càng ngày càng đông. Cảm thấy mừng khi làm những việc ý nghĩa này. Nhiều người già được bình yên, các cụ có nụ cười, ăn ngon ngủ yên. Cuộc đời mình thấy vậy mình cũng đã quá mừng rồi. Ngày xưa đến chùa thì được học với thầy, ở chùa khoảng 5 năm đó, từ phương pháp tu, từ cách giảng pháp, nhìn thấy học được. Sau này có duyên xuống tổ đình hộ pháp, mới đó mà bây giờ cũng 10 năm rồi. Thì bây giờ khắp nơi nơi Phật tử biết gì đấy, cũng từ cái phương pháp tu, rồi cách giảng thuyết đơn giản, vì tu được vì đây vì tu. Bây giờ phương pháp tu này mở rộng khắp nơi nơi luôn, nhà nhà áp dụng, có nhiều chùa cũng áp dụng luôn, vì tiện bề cho vị tu. Rồi bây giờ ở đây phát triển thêm 3-4 đạo tràng. Người già bây giờ là điểm nương tựa đặc biệt, chùa chiền hòa thượng xây. Có chùa chiền hòa thượng nên các cụ mới có chỗ ở, mình mà có chỗ hướng dẫn ta tu. Việc này quá đặc biệt rồi. Mừng khi cuộc đời mình đến với cái cuộc đời này mà mình làm được những việc này quý vị. Nuôi người già, lo cho con người, giúp cho con người được vui. Các cháu nhỏ cũng thích mình. Cuộc đời mình sống gì thấy mình ý nghĩa quá. Còn về cái việc đi chỗ này đi chỗ kia, nhà đức có cảm giác, vì tin rằng nhà đức đi xuống đây 10 năm, ở đây nhà đức không biết chùa nào, cũng không đi đâu luôn. Con không muốn đi, con không biết, không muốn biết luôn, nói thiệt. Chỉ muốn ở trong chùa lo cho các cụ già,
Rồi những ngày thứ bảy chủ nhật đồ lễ đồ tổ chức tu cho quý Phật tử, rồi hướng dẫn quý vị phương pháp ở nhà tu này kia rồi. Rồi giờ mỗi ngày thì chúng ta học tập trực tiếp, giảng trên mạng, khuyên nhau tu. Cuộc đời những ngày tháng sống gì là ý nghĩa quá quý vị. Biết đủ là thường vui. Nhớ Phật, nhớ Tây Phương Cực Lạc thì đừng thường bình an. Hiểu được cuộc đời vô thường, cái gì cầm theo được đâu quý vị. Hơn thua đấu đá gì vậy. Nên càng ngày những đức thấy cũng mừng cái tâm mình tu. Đối với danh lợi nó bị nhạt nhẽo bớt đi nhiều lắm. Nhiều lắm quý vị. Có tiền đồ này kia rồi làm việc như đặt tượng Phật. Thì thấy chùa tặng tượng Phật suốt. Bây giờ đặt 20.000 cái máy niệm Phật. Tặng lễ vía Bồ Tát Quán Thế Âm. Vì về chùa lại Bồ Tát Quán Thế Âm. Được món quà quý thầy trong chùa tặng cho mình. Chiếc máy niệm Phật. Rồi phương pháp tu đồ hướng dẫn quý vị. Vậy thôi. Những ngày tháng của chúng ta gì là quá hạnh phúc mà. Nhưng Đức thấy gì là mãn nguyện lắm rồi quý vị. Đó là mình thấy mình có duyên. Nhờ ơn đức của Hòa Thượng mình nương tựa mình làm được những việc này. Quá mừng. Hòa Thượng xây chùa mình nuôi con người. Thầy trò kết hợp nhau giúp chúng sanh. Việc này mình thấy mừng lắm à. Chỉ cầu Phật gia hộ cho người già có nơi nương tựa, những ngày tháng sống được bình yên. Còn bản thân Nghĩa Đức không có cần danh lợi gì đâu quý vị ơi. Chỉ có lo cho các cụ cơm ăn áo bận thì cầu Phật gia hộ cho các cụ đầy đủ cuộc sống thôi. Cần lo các cụ gì lo thôi. Còn danh tiếng gì Nhận Đức ở trong chùa không, Đức cũng cầu chỗ đó làm gì. Chùa thì quý thầy mình, ai làm chủ trì chùa cũng được. Chỉ cần mình có duyên nuôi người già, họ để mình nuôi, còn họ nuôi được thì họ nuôi thôi. Họ làm được thì họ làm đi. Vì mình đưa lên tư tưởng mô hình hết rồi, sẵn hết rồi, đầy đủ hết rồi. Ai làm được thì làm. Còn nếu ai làm chủ trì cứ làm, ai muốn quản tự quản, mình nuôi con người. Thì cũng 10 năm nay những Đức cũng vậy thôi. Nên những Đức thấy rằng là đời mình gây dựng quan trọng nhất là gì? Gây dựng tín nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc thôi. Cái quan trọng nhất, hiểu nhiều hiểu ít gì cũng biết. Nhưng quan trọng quý vị chăng thật làm hay không? Cuộc đời con người thì ai cũng có cái sai. Nhưng mà mình biết cái đó sai mình sửa. Dù mình là người tu hành, mình có tu bao nhiêu năm đi chăng nữa, nhưng mỗi một con người, người ta có góc độ, người ta nhìn, ta nói. Thì mỗi lần ta nói thì mỗi lần mình bình tĩnh suy nghĩ lại những gì bản thân của mình làm. Chứ đừng có nghĩ rằng, hàng Phật tử đừng có nghĩ rằng là tôi tu quy y Phật, tu Phật, nghe Pháp nhiều chục năm, hiểu biết nhiều, bây giờ nói đến tôi là không được. Không được nói đến tôi nha. Quý vị mà có cái tâm gì thua. Người mà có tâm gì đâu có tiếp nhận nền giáo dục của Phật Đà. Cái nền giáo dục nó có mặt trái mặt phải. Mặt phải cho chúng ta nhìn của mình có phải hay không, mặt trái cho chúng ta nhìn của mình có mặt trái nó không để sửa. Có người mà vậy thì mình rất là giỏi quý vị, rất là giỏi luôn. Nên hàng Phật tử nhớ, học Phật là gì? Học Phật là học sửa đổi lỗi lầm. Mỗi người chúng ta ai cũng có lỗi lầm. Nên học Phật là gì? Học sửa đổi lỗi lầm. Xong có tình có nghĩa. Rồi gặp tịnh độ, rồi tín nguyện kiên cố niệm của Phật hiệu tới cùng. Cứ như vậy mà mình tu, những ngày tháng an vui và tự tại bình an. Trong cuộc đời này thì không bao giờ mà nó lúc nào cũng bình an đâu. Nhưng tâm mới bị an. Vì sao? Vì cầu sanh cực lạc. Vì nhìn cái hình ảnh cái chú đó không? Cần cổ lòi ra. Kinh không? Mỗi người chúng ta ai biết được ngày mai mình sẽ như thế nào? Khi sống trong cõi đời này vô thường lắm. Bất chợt mình cũng sẽ như vậy. Chúng ta bây giờ hãy lo niệm Phật lo tu đi quý vị.
ai hơn thua đấu đá, tranh danh đoạt lợi kệ người ta. Phật tử cố gắng niệm Phật, tín nguyện niệm Phật. Ở tại gia mình có ngôi tam bảo, có thờ khóa tu sẵn, mỗi ngày nghe pháp hai thờ. Điều này quý quá quý vị. Rồi làm những công việc gì, cuộc sống ổn định, dạy con có đạo đức gì được rồi, có phận cần gì lo quý vị. Cố gắng tu phúc báo đi, điều đó tốt nhất. Nguyện tam bảo gia hộ cho tất cả hàng Phật tử và những người tu hành chúng ta gặp được pháp môn niệm Phật, gây dựng tín nguyện kiên cố cả đời. Khi bỏ báo thân này, chúng ta đều hẹn gặp ở Tây Phương Cực Lạc. Chúc quý vị an lạc, A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.